Quý vị, nếu như mùa hè đến đối với nhiều em nhỏ được vui chơi thỏa thích, nhiều em nhỏ khác thì được bố mẹ đưa đến sinh hoạt ở những câu lạc bộ hè, thì lại có những em nhỏ vẫn phải ngày ngày vất vả mưu sinh. Việc mưu sinh lại được thực hiện ngay trên những bãi rác ô nhiễm và độc hại, và chính điều này đã vô tình cướp đi tuổi thơ của các em. Vâng, và phóng sự mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây được thực hiện tại khu xử lý rác thải Tóc Tiên ở huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi mà hàng ngày có rất nhiều những em nhỏ. Hiện nay thì các em vẫn đang phải vật lộn tìm kiếm những giá trị còn sót lại trong những đống rác thải hỗn độn và ô nhiễm. Ngày nào em Trần Minh Nhân cũng có mặt ở bãi rác Tóc Tiên. Thoạt nhìn, ít ai nghĩ Minh Nhân đã 14 tuổi bởi vóc dáng thấp nhỏ. Đã 5 năm, gia đình Nhân chọn bãi rác làm nơi mưu sinh. Chưa học hết tiểu học, Nhân cũng phải bỏ học theo gia đình. Và giờ đây, em thành thạo với việc bới rác, tìm bọc nhựa, khuân vác những bao rác, xem ra còn nặng hơn chính bản thân mình. Quê con Long An làm 4-5 năm rồi, ngày cũng kiếm được 200 mấy. Em Đào Văn Nhật Phi, quê ở thành phố Cần Thơ, vào lớp 6 chưa đầy học kỳ, cũng phải theo cha mẹ tìm kế sinh nhai. Bãi rác Tóc Tiên mới ngày nào với em là nỗi ám ảnh vì chỉ toàn rác và mùi hôi thối. Nhưng dần dần với Phi đã thành quen, thành nơi gắn bó. Quê con ở Cần Thơ, bên đây con lụm bọc tiếp cha mẹ con. Mỗi ngày con làm được 100 gử. Con nghỉ học, không có đi học. Bãi rác thuộc công ty Quebec Vina, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Vào buổi trưa nắng như đổ lửa, nhưng vẫn có rất đông người lớn lẫn trẻ em thì nhau đào bới tìm kiếm. Đây là thời điểm xe rác từ khắp nơi đổ về, nên bất chấp nắng nóng, mùi hôi xộc lên đến ngột ngạt. Bất chấp cả vô vàn mối nguy hại tiềm ẩn, những người bới rác cứ lăn xả vào đống rác vừa đổ xuống. Ở đây bây giờ cha mẹ đâu có điều kiện mà để đưa cho nó đi học. Chỉ đi làm gì hoài, biết tụi nó cũng phải đi theo làm gì phụ cha mẹ thôi chứ đâu có đi học được. Giờ như nhờ như tỷ như chính quyền hay gì đó cho vận động cho tụi mấy đứa em nó đi học thôi chứ. Ước mơ đi lại theo mẹ đi làm bọc. Không ít em trước khi theo gia đình bới rác kiếm sống từng được cấp sách đến trường. Nhưng theo thời gian, ký ức ít ỏi về trường lớp, về sách vở cũng mờ nhạt. Để giờ đây, trong các em chỉ còn lại ước muốn giản đơn theo rác.